Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố Hưng Yên gãy đổ. Công ty cổ phần và môi trường và công trình đô thị Hưng Yên đã khắc phục nhiều cây đổ, đảm bảo an toàn và giao thông trong bão. Ngành điện trực 100% quân số. Báo cáo là hiện tại là chúng tôi đã thực hiện, đội công viên cây xanh là thực hiện 100% quân số, đảm bảo trực khi có cây xanh gãy đổ xảy ra, và chúng tôi sẽ nhanh chóng đảm bảo an toàn giao thông cũng như đảm bảo an toàn khi có cây xanh gãy đổ, cũng như là đội thoát nước của chúng tôi cũng đã sẽ và khơi thông các cái cửa thu, cửa ghi để đảm bảo làm sao tiêu thoát nước tốt nhất. Hiện tại là cơn bão số 3, thì chúng tôi là điện lực thành phố, chúng tôi đang ứng trực 100% quân số để phục vụ xử lý sự cố nhanh. Được biết trước đó, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hưng Yên đã cắt tỉa gần 600 cây xanh. Mặc dù vậy, trong sáng nay, công ty tiếp tục cắt tỉa thêm một số cây xanh tiềm ẩn nguy hiểm, thu dọn hàng chục cây gãy đổ trên đường Nguyễn Văn Linh, đường Hoàng Quốc Việt. Công ty điện lực Hưng Yên chỉ đạo các bộ phận ứng trực 100% quân số. Tại trạm bơm Cống Vân, địa bàn xã Liên Phương đã xảy ra sự cố mất điện. Điện lực thành phố Hưng Yên đã cử cán bộ xuống kiểm tra nguyên nhân và khẩn trương khắc phục.